Pantiti, trai đẹp lừa đảo gặp lừa đảo dương tính với COVID-19. Pantiti, một trong những diễn viên trẻ dưới trướng của công ty Nayao Bangkok, đã đăng tin trên Instagram rằng anh đã thực hiện xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19. Trước đó, trong hai ngày 3 và 4 tháng 4 năm 2021, anh đã có buổi làm việc chung với một nhân viên trong công ty Nayao Bangkok. Đáng buồn là người này đã có kết quả dương tính với virus corona vào ngày 5 tháng 4 năm 2021. Được biết, hai người cùng nhau trở về quê hương của Pantiti, tỉnh Khon Kaen, Thái Lan để làm đơn xin hoãn nhập ngũ trong năm 2021. Ngay sau khi nghe tin người này nhiễm bệnh, Pantiti đã vội vàng trở về nhà ở Khon Kaen để cách ly. Hôm sau đã quay lại Bangkok để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của nam diễn viên lừa đảo gặp lừa đảo đã có vào ngày 7 tháng 4, được công bố bởi Pantiti và chủ quản của Nayao Bangkok. Sau khi có kết quả dương tính với COVID-19, nam diễn viên của công ty Nayao Bangkok đã nhanh chóng cập nhật lịch trình di chuyển của mình trong những ngày gần đây. Ngoài ra, anh cũng nói thêm rằng bản thân không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh cả. Anh chủ động liên lạc với bệnh viện để nhập viện chữa trị, nhưng bệnh viện đã thông báo rằng phòng bệnh chật kín người. Sau khi thảo luận lại với bác sĩ, họ nói rằng sẽ cố xử lý trong hôm nay yêu cầu của anh. Hiện tại, nam diễn viên vẫn đang cách ly tại nhà theo lời khuyên của bác sĩ. Vừa qua, làng giải trí xứ Chùa Vàng đã liên tục ghi nhận nhiều trường hợp nghệ sĩ có tiếp xúc gần với người dương tính COVID-19. Trường hợp này đã dẫn đến việc nhiều nam nữ diễn viên, ca sĩ đã buộc phải tự cách ly 14 ngày để theo dõi và kiểm tra đảm bảo an toàn. Trong trường hợp dịch COVID-19 trở lại, Nayao Bangkok thông báo rằng ban lãnh đạo cùng quản lý nghệ sĩ của công ty đã bị nhiễm COVID-19 và đang chữa bệnh. Thông báo được phát rộng rãi tới các nghệ sĩ trong công ty, các nhân viên và người hâm mộ để đảm bảo việc truy vết cũng như việc thực hiện cách ly xã hội ngay lập tức. Công ty cũng nhanh chóng thực hiện các biện pháp khử khuẩn, bất cứ ai tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 đến hết ngày 18 tháng 4 năm 2021. Cập nhật về tình hình trong các trường hợp các giám đốc điều hành Nayao Bangkok bị nhiễm COVID-19, hiện tại tất cả nhân viên đã được kiểm tra và cách ly trong 14 ngày như đã thông báo trước đó. Còn đối với những diễn viên thân cận với quản lý nhiễm bệnh như Hà Anh Tràng, Thor Thanapop và Sky Wondrawi sẽ phải ngay lập tức giãn cách xã hội. Hai chàng trai đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần đầu cho thấy không có nhiễm COVID-19. Trong khi những diễn viên khác trong công ty tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh vẫn hoạt động bình thường. Mới đây, GMM TV Limited trực thuộc GMM Premier đã phát hành thông báo về vụ việc cặp đôi màn ảnh Rai Vicharawit và Queen Matawin đã phải tạm cách ly 14 ngày do tham gia một hoạt động có người dương tính với COVID-19. Mặc dù hai chàng trai không có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, nhưng công ty vẫn sắp xếp cho hai nam nghệ sĩ cùng ekip ngày hôm đó đi lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly 14 ngày. Ngoài ra, tất cả mọi người sẽ được kiểm tra lại một lần nữa khi kết thúc thời hạn cách ly. Vì vậy, toàn bộ công việc của Bright Queen trong thời gian này sẽ bị hủy bỏ. Kết quả xét nghiệm sẽ được công ty thông báo tới mọi người. Biết được điều này, người hâm mộ tuy lo lắng nhưng vẫn không quên đẩy thuyền cặp đôi khi hú hét đòi cho hai diễn viên Together The Stories được cách ly ở chung một nhà. Gây lo lắng cho cả đoàn phim khi một diễn viên phụ của bộ phim Thái Lan đang quay ở The War of Flowers dương tính với corona. Chị đại Lucas Martini, nữ chính của bộ phim và có tiếp xúc với người này, đã đăng tải trên Instagram cá nhân về trường hợp của mình. Được biết, cô đã có buổi quay phim chung và chụp hình với người này vào 5 ngày trước khi cô ấy nhiễm bệnh. Nhằm thể hiện trách nhiệm xã hội, người mẫu, diễn viên Lucas đã đến bệnh viện kiểm tra và sẽ cập nhật kết quả tới mọi người. Nữ ca sĩ trẻ Violet Gautier, sau khi biết tin một khán giả tham gia buổi hòa nhạc của mình có kết quả dương tính với COVID-19, cũng đã nhanh chóng thông báo lên Instagram cá nhân. Chính vì vậy, cô cùng mọi người trong đoàn hôm đó đã lập tức đến bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm, cùng với việc tự cách ly 14 ngày. Trên Instagram, nữ nghệ sĩ cũng đã công bố kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19.